Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay có chút thời gian rảnh, em quay và test thử cho các bác cái con kích điện có thương hiệu là Humac. Đối với dòng này các bác quá quen thuộc rồi trong kênh của em đúng không? Thì đây là cái mẫu mới nhất năm 2021 nhé. Con này nó được trang bị một cái đồng hồ 6 thông số này. Ví dụ các bác sử dụng tải bao nhiêu là đều hiện lên trên đấy hết. Đây là công tắc tắt mở. Ở đây nó trang bị 4 cây đèn, một cái đèn báo lỗi, báo lưới, AC và đèn sạc. Phía dưới là một cái đồng hồ báo bình ắc quy. Thiết kế được con này rất là dày dặn luôn các bác nhé. Đấy, thiết kế rất dày dặn. Và em sẽ chi tiết hơn cho các bác, sau đó em sẽ test thử cho các bác xem. Cái vỏ của nó các bác có thể thấy nhé, nó dày 1mm. Ở đây là hai cực âm dương, đỏ là dương, còn đen là âm, đấu vào bình ắc quy. Khi các bác đấu bình ắc quy thì nó được trang bị là hai cái dây như thế này. Đây là hai cái ổ ra điện 220V. Còn cái ổ này là sử dụng để các bác sạc bình ắc quy. Nếu như các bác sử dụng sạc bình ắc quy hoặc là chạy UPS thì các bác sử dụng cái dây đó. Với cái lỗ tản nhiệt rất là thoáng này, và được thiết kế bởi cái đồng hồ rất là to. Đây các bác có thể thấy nhé, đồng hồ này quạt thì thôi rồi, riêng chạy con này máy cực kỳ mát. Các bác phải hình dung ra như vậy, cực kỳ mát. Đấy. Đây là tem bảo hành này các bác này. Tem bảo hành, bảo hành là 18 tháng. Con kích điện Humac nó có model là HT 1500-12. Đấy, với cái công suất là 1000W. 1000W thực nha các bác nha. Đấy, đối với cái điện AC input là từ 150V đến 240V. Như vậy điện áp thấp hoặc điện áp cao nó đều bảo vệ được hết. Cho ra cái dòng điện là 220V với cái tần số sóng xin chuẩn 50-60Hz. Đấy, sóng xin chuẩn. Và đặc biệt là nó sạc cho bình ắc quy là 15A. Có nghĩa là lúc các bác sạc cho bình ắc quy nó sử dụng là dòng sạc 15A. Ở đây nó trang bị hai cái lỗ để cho các bác có thể treo được lên tường hoặc các bác xách tay. Sử dụng con này rất là tiện bởi vì đây là cái phiên bản cải tiến của kích điện Humac. Lần trước em quay lên video cho các bác rồi. Còn test kỹ hơn thì các bác có thể xem ở video trước, em đã test rồi. Video trước thì em đã test thử cái phiên bản cũ của nó, kích điện sản xuất tại Việt Nam, rất đáng mua các bác nhé. Đấy, thì sau đây em sẽ kết nối luôn để cho các bác xem. Đối với cái dòng kích điện Humac này thì nó có chức năng là chống ngược cực, chống quá tải. Đấy, chống điện áp thấp, chống điện áp cao. Và đặc biệt là trong cái trường hợp các bác sử dụng là bị chập ấy, thì bên trong này nó sẽ có một cái cầu chì, nó chỉ bị cháy cầu chì thôi. Đấy là cái trường hợp mà các bác để chập ở đầu ra 220V nhé. Đối với cái dây điện của nó thì bảo đảm tiêu chuẩn này. Dây điện của nó là dây 1C. Thì rất đơn giản thôi các bác, cực âm đấu vào cực âm của bình ắc quy và cực dương đấu vào cực dương của bình ắc quy. Các bác có thể thấy đồng hồ hiển thị 6 thông số và đồng hồ báo vôn đã hiển thị lên nhé. Giờ em sẽ đo cho các bác để hình dung cái kích thước của cái kích điện này. Con này có chiều dài là 39cm, với chiều rộng là 25cm các bác nhé. Và với cái chiều cao, đây đo chỗ này cho các bác dễ nhìn. Đây, chiều cao của nó nhé là 13cm. Đấy, như vậy các bác có thể hình dung được con này nó to như thế nào, đúng không các bác? Con này nặng là 10kg các bác nhá, 10kg. Và cho ra cái dòng không tải rất thấp, dưới 1A các bác.
các bác lưu ý giúp em là kích điện này là kiêm sạc cho bình ắc quy luôn các bác nhé. Nếu như các bác mua dòng mà chỉ kích không thì có CN3 và Sure, thì các bác có thể lựa chọn loại nào em cũng có hết. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái dây màu vàng này là em sẽ lấy ra là điện 220V của nó nhé. Con này sử dụng mà xách đi xách lại công trình cũng rất tiện các bạn. Lúc này là điện đã có rồi này. Cái dây màu vàng này các bác chú ý là em đây em quay thực tế luôn. Có các bác lại bảo em lấy điện ở đâu ra. Đấy, chọn bộ luôn này như này nhá. Và đây em đã trang bị một cái dây điện để lấy ra chạy máy giặt. Đây các bác có thể thấy. Quay thực tế luôn. Em cho chạy cái máy giặt 7 cân. Nhà em sử dụng cái máy giặt 7 cân. Đây là ấn nút tắt mở này. À, hiện tại là chưa có điện này. À, thử các thiết bị như quạt tivi thì đơn giản rồi các bác nhé. Cái đó thì rất là đơn giản. À, bây giờ em sẽ cắm dây điện vào và tiến hành bật nó lên. Đấy, đã lên ngay luôn rồi các bác. Em sẽ giặt ở chế độ là 30 phút, giặt nhanh 30 phút. Các bác sử dụng cái con kích điện này lúc mất điện thì rất tuyệt vời nhé. Đặc biệt là các bác sử dụng chế độ UPS của nó. Và ứng dụng UPS thì ví dụ như chạy cửa cuốn này, sử dụng ở nhà Yến các bác hay sử dụng. Các bác mà đi du lịch picnic đó, cắm trại cắm chiếc, hoặc là các bác đi công trình thì các bác có thể xách theo con này rất là tiện. Chỉ cần mang đi một cái bình ắc quy 100A là các bác sử dụng rồi. Buổi tối ví dụ như là chạy quạt với bóng điện đấy, cắm trại cắm chiếc đấy rất là tiện các bác. Hoặc là các bác cắt mài, sử dụng máy cắt mài đấy, thì dùng con này. Còn đây em đang test cho các bác những cái thiết bị thiết yếu gia đình nhé, thì các bác sử dụng. Được cái sử dụng con này rất là mát các bạn, mát máy lắm. Bởi vì là nhà thiết kế người ta đã thiết kế cái vỏ và cái hệ thống thông gió rất là mát luôn. Bây giờ em sẽ cắm nồi cơm này. Em đi lấy ít nước các bạn. Không có là cơm, nồi cơm như này em đang có cơm. Lấy ít nước để đổ vào không có nó cháy mất. Đấy, em cho ít nước vào đây. Cơm thì nấu sẵn rồi. Đấy, bây giờ em bật nhé. Để không cho nước vào đây là nó cháy ngay. Em phải cho ít nước vào. Tất cả các bác theo dõi và đăng ký kênh của em các bác biết rồi. Em bán cả năng lượng mặt trời các bác nhé. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Để em điều chỉnh cái này để cho các bác nhìn cái đồng hồ nó dễ. Là tất cả các công suất và mọi thứ là nó đều hiển thị trên cái đồng hồ 6 thông số. Đồng hồ 6 thông số thì quá quen thuộc với các bác rồi nhé. Đồng hồ 6 thông số thì các bác sử dụng tải bao nhiêu nó sẽ hiện lên luôn. Giờ em sẽ test thử thêm cái máy xay sinh tố của gia đình. Ở đây những thiết bị rất là thiết yếu khi mất điện các bác sử dụng. Ngoài ra thì các bác có thể cắm tivi, thắp sáng, quạt rất là thiết yếu cho gia đình. Những cái đấy thì không tính tiền. Giờ em sẽ test thử đây. Các bác để ý giúp em cái đồng hồ nhé. Đấy, các bác để ý giúp em cái đồng hồ công suất tải được tổng bao nhiêu nó hiện hết lên. Và đặc biệt các bác chú ý cho em cái đồng hồ báo bình ắc quy. Đồng hồ báo bình ắc quy thì đấy nó sụt áp ngay, nếu như bật cái công suất lớn nó sụt áp luôn. Các bác để ý cho em cái đồng hồ 6 thông số này. Đấy, nó mới chạy được già nửa một chút. Đối với cái nồi cơm này là cái nồi cơm có lít 6 thôi này các bạn. Đấy, ngoài ra các bác có thể sử dụng tivi, quạt, thắp sáng. Nhưng khi các bác mất điện đấy, thì cái đồng hồ thông số nó báo cho các bác đầy đủ hết rồi nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.